Rồi còn có mấy cái size 1 thôi, ai là size 1 thì chốt nha. Chốt nha, có size chạch để sẵn ở trên sản phẩm đúng không? Đúng rồi. Có size chạch để sẵn ở trên sản phẩm. Để sẵn trên sản phẩm, cứ lướt qua xuống dương, lướt qua xuống dương nha. Đúng rồi, size chạch để sẵn nha mọi người. Để xem size chạch. Trời ơi, à trời quên. Quên giờ phía sau mới xinh. Phía sau nhìn cái túi nữa nè. Tay để ngoài tay ơi. Phía sau này nha mọi người. Có nhiều bạn hỏi có 100 luôn. Trời ơi. Trời, tại sao lại không có? Tại sao lại không có tại chứ? Sao lại không có được? Không có thì không xứng đáng là gọi là best seller của nhà Onision nha cả nhà ơi. Tại sao trời ơi, tại sao lại không có một chiếc quần siêu xịn nha mọi người, mà nhìn này, đường may mũi chỉnh ta nói tự nhiên mà may đồ có mấy trăm nghìn mà may không thấy đường gọi là đường chắc sổ luôn, may kỹ nha mọi người. Tại vì sao? Tại vì brand tụi tôi là brand đồ thiết kế nên cố tình là làm nó rất là kỹ về cái chất lượng sản phẩm ở trong. Mọi người nhìn nè, thường á là người ta sẽ chắc sổ, cái này gọi là chắc sổ cái đáy quần này mọi người, sẽ là chắc sổ nhưng ở đây này, cái này nó không chắc sổ luôn. Cái quần, bởi vì quần ở trong mà nó đỉnh như thế thì nói chi tới cái quần ở ngoài. Cái màu quát này là tôi cho quát đi quát lại 20 lần tôi mới duyệt cái mẫu này nha mọi người. À, đưa cho 10 cái mẫu mà chỉ duyệt có một cái mẫu này thôi, rồi sau đó quát đi quát lại bao nhiêu là lần thì mới duyệt ra được cái này. Nên là cả nhà yên tâm về gọi là cái tính cẩn thận nhà đầy cái nút quên đi dầm luôn nha mọi người ơi. Cái này mang tính thiết kế hơi bị cao nha, đỉnh của chóp nha cả nhà. Ra ít nhưng mà chất lượng, ra cái nào là chuẩn cái đó, mọi người mặc không bao giờ bị quê nha mọi người ơi. Rất là trendy. Dương mặc luôn hả? Cái gì? Dương mặc váy hả? Mà thử đi Dương. Đây Dương đắp lên người thử coi. Đây này. Đấy, cũng ok. Mọi người đừng có nhìn những cái giao diện của tôi nha, mọi người chỉ nhìn những cái người đó thôi. Ok không? Ê, ok nha. Ok là ok bỏ nha. Thấy không? Đấy. Mấy chị hay đứng vậy nè. Kén cao quần lên cái. Ok không? Dưỡng dẻo xíu nha. Đừng có nhìn cái mặt tôi đấy, sao cái gì mặt tôi vậy nè. Ớn quá trời ơi. Ớn quá mọi người ơi. Đang live stream mà tự nhiên ớn quá. Tự nhiên ớn ngán tới nơi luôn. Đó, giá. Chết rồi, mắc cười quá rồi mọi người ơi. Đừng có nhìn mặt đây, chính lên không thấy mặt được coi. Có con ghẹ nào mà lông lá dữ gì không trời. Bán hàng mà hay tấu hài vậy trời. Vậy sao người ta tập trung mua? Để ghiền nó đòi cáp màn hình thì cáp đi em. Em cáp đi, anh Dương ghiền mấy cái này lắm. Đi.